tháng 5 có thể quay trở lại, mùa hè cũng có thể quay trở lại, nhưng chúng ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại tuổi thanh xuân nồng nhiệt như thế này nữa. Vậy, tuổi thanh xuân, bạn còn nối tiếc điều gì? Nói chung là trong 3 năm học cấp 3 thì mình tiếc rất nhiều thứ. Có lẽ là sắp sửa kết thúc quãng đời học sinh. Em nhận ra là em hòa đồng với mọi người hơi muộn. Không được dành thời gian bên bạn bè nhiều hơn. Để mất người mà em thích. Buồn một chút tại vì là lớp không có con trai. Lớp 33 đứa con gái. Em chỉ mong là cấp 3 có thể dài thêm một chút. Mình thi quốc gia sau đó là thiếu 0,25 điểm thì được giải. Mình muốn làm được nhiều điểm tốt đẹp hơn với các thầy cô, với bạn bè của mình. Trong quãng thời gian cấp 3 của mình thì quay lại cả 3 năm mới đủ. Không thi sang tròn. Thì mình sẽ chọn vào cái ngày đầu tiên là mình học năm cấp 3. Có lẽ mình sẽ chọn ngày đầu tiên là mình biết được rằng mình là học sinh của trường Chu Văn An. Vì lúc đấy là lúc chưa quen nhau, nhưng mà sau đấy lúc là khuôn mặt bỡ ngỡ ấy và rất là ngây thơ. Vì quãng thời gian đó thực sự là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của chị. Đến Hạ Long với lại các bạn đi chuyến đi ngày 3 ngày 2 đêm ấy cũng có mấy cháu mạo hiểm. Xong rồi cũng thức đến mấy giờ sáng để chơi liền. Xong cũng ngủ cùng nhau, nói chung là rất vui. Tại vì hôm đấy là một ngày mà lớp mình rất là có rất nhiều kỷ niệm. Kiểu mọi người đều đoàn kết xong rồi cùng nhau cố gắng để mà đạt được cái giải cao trong cái cuộc thi đấy. Chắc là ngày 11 tháng 1 năm 2020 ạ. Đó là ngày trường mình vô địch giải, không phải vô đồng, môn bóng đá nam. Tại vì đó chính là lúc mà chúng ta được gặp lẫn nhau. Và hôm đó thì mình nghỉ. Anh ấn tượng đẹp nhất của mình thì có lẽ là được học cùng với các bạn trong lớp. Chúng ta thì chỉ học thôi, chả ấn tượng. Mỗi người đều có một thanh xuân. Mỗi thanh xuân đều là một câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều có nối tiếc. Mỗi nối tiếc đều có những hồi ức đẹp đẽ vô tận. Tớ biết là tới này thi trung học phổ thông thì lớp mình sẽ phải rất là tập trung vào việc học hành, sẽ không được giao lưu với nhau, đi chơi với nhau được hơn nữa. Nhưng mà ta mong là kiểu nên đoàn kết hơn và kiểu có nhiều cuộc trải nghiệm hơn ý, bởi vì như thế nó rất vui. Tao rất mong bọn mày luôn có thể sống hạnh phúc và luôn nhớ đến chúng ta của những năm tháng cấp 3. Cảm ơn cô thì những thời gian qua đã luôn mắng em. Em cảm ơn cô giáo viên chủ nhiệm Lưu Thị Kim Lợi đã rất tâm huyết với lớp bọn em ạ. Em hơi biết luôn. Chúc tập thể lớp 12D1 có một kỳ thi đại học phải thật bình tĩnh và chắc chắn là phải đỗ nguyện vọng 1. Mình xin lỗi vì đã không ở bên bạn đâu mà các bạn cần. Và mình cảm ơn bạn đã ở bên mình suốt bao nhiêu năm qua. Mình muốn cảm ơn tập thể 12D2, D2K29 và cảm ơn các thầy cô giáo đã bên cạnh mình, ủng hộ mình và trong suốt 3 năm cấp 3 vừa rồi. 3 năm không phải là thời gian dài cũng không phải thời gian ngắn, nhưng mình rất yêu các bạn và mong các bạn sau này sẽ trưởng thành và những ước mơ của các bạn sẽ thành công, tốt đẹp. Mình muốn chúc tất cả mọi người, đặc biệt là tập thể 12D2 có thể nhớ đến nhau và nhớ về những kỷ niệm cùng nhau trải qua trong 3 năm vừa rồi. Dù sau này có đi đâu nữa thì mong tất cả bọn mày đều nhớ đến tao và nhớ đến 12A. Đó là thứ không thể quên chính là gia đình, còn thứ không thể quay trở lại chính là thời thanh xuân. Vậy nên mong các anh chị sẽ giữ mãi những ngọn lửa đam mê, hoài bão khát vọng đang cháy bỏng trong mỗi người và dù có vấp ngã thì nó cũng sẽ không bị dập tắt. Đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi trung học phổ thông sắp tới, em mong các anh chị hãy giữ sức khỏe và tinh thần thật tốt, thật thoải mái, cố hết sức mình làm bài thật tốt và đỗ nguyện vọng 1. Và điều cuối cùng, em mong các anh chị cho dù có đi đâu nữa, dù có đi đến phương trời nào thì mỗi khi ngước lên bầu trời, các anh chị vẫn sẽ dành một khoảng trời không gian riêng dành cho mái trường Chu Văn An, không chỉ ở trong trí nhớ, không chỉ ở trong kỷ niệm mà còn ở trong cả trái tim nữa. Những người bạn của tôi ơi, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã là những người trẻ trưởng thành, đã đến lúc phải tự lập và can đảm chiến đấu với những trắc trở đang chờ đợi ngoài kia.
chúng ta đã không còn là học sinh cấp 3 nữa rồi, chẳng còn nhiều thì giờ được khoác trên mình chiếc áo bi lai đầy thân thương. Bạn có như tôi, ngày lúc này đây lại thấy khao khát muốn quay trở lại những ngày đầu bỡ ngỡ, thấy nhớ ra giết những ngày đầu đến lớp. Đến lớp với những trò quậy phá, với những câu chuyện không đâu từ trên trời dưới đất, với những lần trốn tiết ngồi thu lưu trong một góc căng tin, ăn vội hộp mì tôm, cây xúc xích, với những ngày nắng gắt như đồ lửa mà bị phạt chạy vòng quanh sân, với những lần đi học muộn bị lớp trực tuần bắt. Và bây giờ, chúng ta chỉ đến lớp với những luyến tiếc vô hạn. Sau này khi trở lại, lớp học ấy chắc hẳn sẽ không còn là của chúng ta. Mùa thu này, chúng ta sẽ gọi mái trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An bằng một cái tên đầy xa cách, đó là trường cũ của tôi. Tôi đã nghĩ về một sớm mai thức dậy, cuộc đời đã đổi khác, không còn dựa dẫm, không còn ai đánh thức, không còn là điểm đến đó, không còn sửa soạn vội vàng và phi xe thật nhanh đến ngôi trường mang tên Chu Văn An nữa. Ngày hôm đó chúng ta đã học cách để tự đánh thức mình. Bạn và tôi sẽ đều cảm thấy như là mình vừa mất mát một điều gì đó rất quan trọng và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này. Chúng ta thấy hụt hẫng, thấy lồng ngực như bị bóp thắt vào, thấy sống mũi cay cay, thấy mở mắt ra mọi thứ hoàn toàn trở nên trống rỗng. Chúng ta cứ ngỡ 3 năm dài đằng đẵng mà nó lại chớp nhoáng như vừa choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu. Thời gian phải tuần hoàn, cuộc đời phải chảy trôi, dù sao thì cũng thật may mắn khi chúng ta đã gặp gỡ, đã đồng hành với nhau trong đoạn đường tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân này. Có hội ngộ, có chia xa, có luyến tiếc mới có trân trọng và nhớ thương. Chúng ta thực sự đã đến ngày phải nói lời tạm biệt rồi. Chuyến xe của chúng ta phải dừng ở đây thôi. Tạm biệt mấy trường Chu Văn An. Tạm biệt thời học sinh đẹp đẽ. Tạm biệt những người bạn của tôi. Tạm biệt những con người tuyệt vời đã làm nên một Chu Văn An rất đẹp trong thanh xuân của tôi.